Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay cũng là một cái clip đặc biệt. Clip ngày hôm nay tôi dành ra để tri ân bạn Dương Thanh Hương, một trong những bạn nữ đã gắn bó với kênh rất lâu rồi. Từ những cái ngày đầu tiên tôi thành lập kênh, tức là cũng phải 4-5 năm rồi. Đấy, bạn Dương Thanh Hương thì cũng nhân tiện là bạn Dương Thanh Hương vừa mới đạt được cái huy hiệu 1 năm, nên là cái video clip ngày hôm nay tôi dành ra thay cho lời cảm ơn gửi tới bạn Dương Thanh Hương. Cảm ơn em Dương Thanh Hương rất nhiều về những cái đóng góp của em trong suốt cái khoảng thời gian mà tôi làm YouTube. Và tôi mong rằng cái khoảng thời gian sắp tới em vẫn tiếp tục ủng hộ kênh như thời điểm hiện tại em nhé. Và nhân cái video clip kỷ niệm ngày hôm nay thì tôi cũng xin trích một cái dòng tâm sự của bạn Dương Thanh Hương. Đây là một cái dòng tâm sự rất là dài nhưng mà tôi sẽ cố gắng đọc hết. Trước tiên thì tôi xin được cảm ơn bạn Dương Thanh Hương đã ủng hộ cho kênh. Đây là một cái số tiền rất là lớn. Cảm ơn Hương rất nhiều. Và tiếp theo đây là cái dòng tâm sự của bạn Hương. Xin chào anh Tuấn Cơm. Trước tiên em xin gửi tới anh một lời cảm ơn chân thành và ấm áp từ một fan nữ hâm mộ anh đã lâu. Có rất nhiều lần em đã ngồi trước màn hình và thưởng thức những nội dung auto chat tuyệt vời mà anh đã chia sẻ trên kênh Game Today, khiến cho em phải cười không nhặt được miệng. Cảm giác như được bước vào một thế giới thú vị, nơi mà chiến thuật và sự sáng tạo hòa quyện với sự hóm hình hài hước tạo lên những cái trận đấu vô cùng kịch tính, đẹp mắt nhưng không kém phần giải trí. Nói thật với anh em là khi mà tôi đọc cái comment này thì tôi phải khẳng định với anh em luôn là hồi học phổ thông là bạn Hương chắc chắn là học sinh chuyên văn, hoặc là hiện tại bạn đang làm nhà báo hoặc là biên tập viên nào đấy. Chứ còn viết như này trông có nghề lắm. Đấy, tôi xin đọc tiếp nhá. Những hướng dẫn chi tiết, những phân tích sâu sắc về cách chọn quân, xây dựng đội hình và tư duy trong mỗi lượt đi đã giúp em hiểu rõ hơn về cái trò chơi này. Nhờ kiến thức mà anh chia sẻ, em không chỉ cải thiện kỹ năng chơi của mình mà còn có thêm niềm đam mê và ham muốn khám phá nhiều hơn trong auto chat. Úi giời. Nói thật chứ đọc xong mà tôi phải thốt lên, ủa, tôi là cái con người như thế sao? Dã man. Rồi tôi xin đọc tiếp. Em cũng muốn gửi tới anh những lời chúc tốt đẹp nhất cho kênh Game Today. Hy vọng rằng kênh sẽ ngày phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều người yêu thích và hâm mộ hơn nữa. Đừng ngừng chia sẻ những kiến thức bổ ích và những trải nghiệm thú vị về auto chat để mọi người cùng nhau hòa mình vào trong thế giới này. Vậy là sắp tới em cũng sắp đạt được huy hiệu hội viên 1 năm ở trên kênh. Rất mong anh sẽ làm một đội hình nào đó tung trưởng để tri ân em. Em rất thích anh chơi những cái đội hình bắn trưởng, vì em biết đó là cái đội hình mà anh thông thạo nhất. Quá chuẩn luôn em ạ. Bạn Dương Thanh Hương nói chung là bạn đi guốc trong bụng tôi, rất là hiểu tôi luôn. Và cuối cùng, cảm ơn anh rất nhiều về những đóng góp, ý nghĩa, tình yêu dành cho auto chat. Chúc anh luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh, tiếp tục mang đến những video tuyệt vời cho cộng đồng của mình. Ôi rồi, cảm ơn Hương rất là nhiều Hương nhá. Hương sắp xếp thế nào ngày mai anh mời cốc cà phê Hương nhá. Đấy, inbox vào fanpage cho anh. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái nội dung ngày hôm nay. Hôm nay tôi đã chơi một cái live bán trưởng nha anh em nhá. Live gì thì hồi sau sẽ rõ. Với khởi đầu thì nói chung là bài là cũng khá là ngon đấy. Khá là ra cái màu trên mết đấy anh em ạ. Ok. Rồi. Có thể là gót mết. Mết thì có những cái gì? Năm rồng đúng không? Năm rồng mết này. Kết hợp với mết này, năm rồng 9 mết, năm rồng 6 mết này. Chúng ta có thể là đánh là gót mết. Đấy. Rất nhiều lineup. Cho con bọ cạp này vào này anh em ạ. Bọ cạp mà ngon, có thêm khống chế. Tận dụng con bọ cạp một chút. Ok. Con này cũng hay. Con này có 700 máu. Và cái sát thương của nó cũng là sát thương ma pháp. Ngoài ra có khả năng khống chế nữa. Con này với con bọ cạp thì tôi tính là cái con bọ cạp nó vẫn ngon hơn anh em ạ. Nó khống chế được lâu hơn và sát thương ở diện rộng. Kết hợp với mết thì cho con bọ cạp này vào rồi. Con này có thua không nhỉ? Chắc là không. Ok. Hay quá, đang tích stack anh em ạ. Tôi cứ tích stack lên. Tí nữa stack cao thì thoải mái.
Bây giờ chúng ta có thể up cấp được rồi đó. Đã up cấp lên cấp 6, chúng ta cho 3 goblin vào, ngon luôn. Round này có con Swordman và con Wing Ranger cũng rất là mạnh nhá. Có thể mua một trong hai con. Nếu mà chọn thì tôi vẫn chọn cái con mà có thể là tăng cơ phía trên, đấy chính là con Swordman. Con Wing thì nó có cái hay của nó, đấy là nó khi mà nó căng cung lên nó bắn thì cái sát thương ở level 1 nó sẽ bằng con già. Đấy, con này nó cũng rất là hay. Nhưng mà cái hàng phía trên của tôi cần phải củng cố hàng phía trên để kết hợp với cả ví dụ như là da đỏ kết hợp với đỏ ấy. Thì giai đoạn đầu nó sẽ khá là khỏe anh em ạ. Có lẽ là tôi sẽ chọn là tôi mua con Swordman thay vì là con Wing Ranger. Ok. Đó. Từ lấy giờ toàn bị bớ vào cái hàng đằng sau thôi, chưa thấy hàng giữa với cả hàng trên bị bớ vào đầu game, chứng tỏ là rất nhiều người chơi Assassin đấy ở trận này đấy. Thêm một con này nữa. Mà cho vào thì chúng ta sẽ phải bỏ bộ goblin. Không, tôi sẽ không bỏ bộ goblin ở giai đoạn đầu game đâu. Goblin rất khỏe, có bắp cái giáp. Cái giáp đấy nó sẽ giúp cho một con tăng cơ nó sẽ rất là cứng ở giai đoạn đầu game. Không nha anh em nhá. Goblin nó chỉ sau round 10, sau round 11 thì chúng ta bỏ thôi. Tầm này chưa bỏ được goblin đâu. 3 goblin đầu game nó vẫn là cái gì đấy, nó khá là thế lực đấy. Thằng này ốc assassin ốc 2 sao rồi này. Căng đấy nhờ. Assassin ốc 2 sao mà lại vẫn đang đánh chữ thua là sao? Hơi điêu. Đó. Hy vọng hệ sư chuyển ra 11 anh em ạ. Khởi đầu tốt đẹp đấy. Linh hồn lửa này. Mèo luôn này. Ui tuyệt vời luôn. Bây giờ thì bỏ được goblin này. Bây giờ bỏ được goblin này. Bây giờ tôi cho hai con Thunder vào. Kích hoạt Sivet này. Thậm chí là ở đây chúng ta có thể mua thêm con Phượng Hoàng để chúng ta kích hoạt cái bộ Spirit. Được đấy. Rồi. Để cái này đi. Tôi sợ vọc sau thôi. Mấy cái con vòng sau rất là nguy hiểm. Nếu mà nó bớ vào con Heaven Bomber sớm ấy, thì con Heaven Bomber sẽ phế. Nó sẽ bắn được một lần trưởng thì không ăn thua. Phải bọc cái con này thật là kỹ vào anh em ạ. Thường là tôi sẽ để ở cái hàng trên cùng, bởi vì là hàng trên cùng thường nó sẽ là những cái con tăng cơ thôi, những cái con mà nó không phải là những cái con mà gây đam. Tôi để ở trên cái hàng trên cùng. Và sẽ để ở giữa anh em nhá. Nếu mà để hai bên nó sẽ gặp Hunter nguy hiểm. Tốt nhất là để ở giữa. Đấy, kinh nghiệm của tôi để cái vị trí của cái con co ấy, là để không để ở cái hàng dưới cùng, bởi vì rất dễ là bị Hunter bị Assassin hoặc là thỏ Hunter là bớ vào. Đấy, chúng ta sẽ để ở cái hàng giữa. Đó là an toàn nhất. Cái giai đoạn đầu game anh em có thể để con Heaven Bomber cao hẳn lên cũng được. Khi mà chúng ta gặp những cái bộ Warrior nó xếp ngang hàng này thì nó cũng sẽ không mất nhiều máu. Ok. Rồi. Đấy, tôi sẽ coi như là chia sẻ cho anh em tất cả những kinh nghiệm chơi mết của tôi trong cái trận đấu ngày hôm nay luôn nhá. Nhờ cái video clip tri ân kỷ niệm 1 năm của bạn Dương Thanh Hương. Ok. Hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ cho anh em cách chơi luôn, làm nào để nó ok nhất nha anh em nhá. Nhưng mà tất nhiên là nó phải có đồ. Đấy, tức là đầu game anh em sẽ phải có huyết trượng này. Anh em sẽ phải có là Ngọc Tăng Mala. Đấy, tinh thể Mala thì anh em mới chơi. Và nếu mà anh em toàn búa set các thứ thì anh em đừng chơi, là phí á nhá. Có búa set thì anh em hãy chơi những cái đồ đánh tay. Hunter là perfect nhất. Còn có đồ bắn trưởng, huyết trượng nhá, thì anh em hãy xây dựng theo cái kiểu này. Nó sẽ rất dễ chơi. Rồi.
chuyện ma pháp. Được, chúng ta có cái gậy hack ghép luôn. Ui, tinh thể mana lấy luôn anh em, chuẩn rồi. Đấy, tôi có 3 wizard rồi đấy, nhưng mà chưa có được 6m đâu. 6m phải có Grim cơ. Chúng ta sẽ up cấp anh em nhá. Chúng ta sẽ cho 3 công nghệ mech vào. Đấy, bây giờ chúng ta đang có chuỗi thắng. Và khi mà chúng ta thắng chúng ta lại có cái free roll. Khi mà chúng ta có free roll ấy, là chúng ta sẽ dễ form được cái đội hình hơn. Chuyện này khả năng cao là tôi sẽ chơi 9m anh em nhá, 9m. Mặc dù là có thể là nó ra cái bộ mết kết hợp với Spirit ấy, nhưng mà tôi thấy là chơi 9m cũng ngon anh em ạ. Chơi 9m cũng được. Lâu rồi tôi chưa chơi, tôi chơi nha anh em nhá. Thực ra bộ mết nào thì nó cũng như nhau thôi mà. Tôi chơi thì cái bộ mết nào cũng như nhau. God mết hay là 9m hay là Spirit mết hay là 5 dòng 9m thì nó đều có những cái sức mạnh tiềm ẩn của nó. Đấy, đều mạnh thôi, cũng đều mạnh thôi. Đấy, nhưng mà nếu mà dựa vào thế trận thì tôi thấy là có thể chơi 9m ngon. Ui đen nhỉ. Nhưng mà ra con rồng này, con rồng cũng được. Con rồng mập này cũng chưa được cho 9m đấy. Tôi sẽ phải mua con rồng mập. Con rồng mập này phải mua. Mua luôn anh em ạ. Rồi thì tôi bán một con đi. Hay là chơi 5 rồng. Ra 2 con rồng một lúc này. Nhưng mà thường ấy, nếu mà chơi 5 rồng thì thường là tôi sẽ phải ra cái con Dragon cơ anh em ạ. Dragon Clay ấy thì tôi mới chơi 5 rồng, chứ còn tôi không chơi 5 rồng khi mà nó không ra cái con đấy đâu anh em. Thường là nếu mà ra chỉ ra mấy cái con rồng 2 tiền với 3 tiền thì tôi không chơi. Tôi chơi cái bộ mết ngon hơn, 9m. 9m fake thực ra là đủ bộ rồi đấy anh em ạ. Bây giờ chỉ cần ra cho tôi con Doom thôi là tôi kích hoạt được. Đấy, Doom thôi là chúng ta đủ bộ rồi. Ok, roll luôn này. Kiếm Doom sớm này. Ui, Thunder 2 sao. Quá tuyệt vời. Thôi, cái tầm này thì không cần công nghệ make nữa đâu anh em ạ. Cho hai con rồng mập vào. Đánh cho nó giữ chuỗi. Đánh cẩn thận thôi. Tầm này bây giờ tôi không cần công nghệ make. Đủ. Đấy, cái công nghệ make rất là có lợi thế giai đoạn đầu game khi mà chúng ta có free roll. Thôi cái tầm này thì không cần nữa. Chúng ta đủ sức mạnh rồi, chúng ta bỏ ra thôi. Trong bàn cờ chúng ta vẫn là kích hoạt 3m, kích hoạt cái bộ Spirit. Đấy. Cái con rồng mập thì nó mạnh hơn cái con Flame, nên là tôi cho rồng mập ở trong sân anh em ạ. Rồng mập này nó khá có con giảm cái tốc độ này nữa. Rất là khỏe. Quá được luôn anh em ạ. Rồi. Rồng mập thứ 2 sao có ra cả gấu luôn này, hay quá. Đúng liền văn minh ở đấy anh em ơi. Rồi. Có khi là ra như này thì không cần chơi Scotman nữa đâu. Scotman bây giờ không ra được thì khả năng bán đâu nhỉ. Cái tầm này bây giờ đủ bộ ấy, lên 8 là đủ các cái con cho vào rồi. Nếu mà chúng ta đánh ở level 8 ấy. 2 3 wizard với cả 3m đánh ở level 6 đủ rồi này. Xong rồi kẹp với cả con rồng mập là đánh ở level 7 này. Kẹp với con Doom đánh ở level 8 này. Thế là đủ rồi. Gấu hoặc là Doom ở level 8 anh em ạ, đủ rồi. Chúng ta sẽ không có slot cho Scotman anh em nhé. Nếu mà cái con Scotman nó lên 2 sao sớm thì tôi còn chơi. Còn không ra thôi bán luôn anh em, tích tiền. Rồi, Warrior này. Dạo ở đây có rất nhiều người chơi Warrior bởi vì cái bộ này nó cũng khá là mạnh đấy, giai đoạn này. Tí thua anh em ạ. May mà nó lém cái con Thunder Spirit của tôi ra góc, thế là tôi lại sống lại tung được lần nữa chưởng. Dã man. Rồi, đây. Bán đi thôi, bán tích tiền. Ok. Bài này sau round sau chúng ta có thể up cấp, chúng ta cho thêm một con nữa vào. Đủ mạnh rồi anh em ạ. Chuỗi này hy vọng nó sẽ dư đến round 20 anh em, cố gắng.
làm nào giữ được chuỗi ra 20. Chơi bộ mết này thì có khả năng giữ được chuỗi nha anh em nhá, không phải là không đâu. Đấy, mết thì sợ là gặp Clay thôi, gặp Clay thì hơi sợ một chút. Dạng đầu này chỉ sợ là kẹp cá hoặc là gặp Clay. Kẹp cá thì thực ra là bây giờ kẹp cá vào cũng ít nhà người ta hy sinh kẹp cá lắm. Rồi, tôi sẽ ghép cái giáp băng luôn. Ok. Rồi, thôi áp cấp nhỉ. Chúng ta áp lên cấp 8 đi. Lên 8 cho nó dễ ra Grim, dễ ra Doom anh em ạ. Chơi level 7, mấy cái con này nó khó ra lắm. Lên 8 thì sức mạnh nó không tăng nhiều mà thôi kệ. Thêm một con. Vứt thêm một con, vứt đại một con rồi thôi. Chủ yếu là tăng cái tỷ lệ ra Doom thôi anh em ạ. Tăng lên 15%. Cái khả năng mà ra Doom ra là Grim. Bộ này cần Grim, cần Doom à. Đúng không? Cứ lên 8 cho nó chắc kèo. Bây giờ chỉ cần ra con Doom là kích hoạt được 9 mét luôn. Đấy, còn Grim cũng được. Một trong hai con. Đấy, ra được một trong hai con đấy là chúng ta kích hoạt được. Bộ này thì tôi sẽ không chơi con... tôi nghĩ là tôi sẽ bỏ cái con Rubik nha anh em nhá. Rubik late game sẽ bỏ ra. Quá áp cấp hơi phí tiền nhỉ. Gặp ra người yếu á. Ok. Ôi, thôi thôi được rồi. Thế thì cho... đây rồi, con này cũng được anh em ạ. Đủ 9 mét rồi nhá. Đủ 9 mét rồi. Không có Doom nhưng mà chúng ta có Fallen. Fallen cũng được. Vãi đái, để này có yếu hơn không nhỉ? Trông đúng là 9 mét đấy, nhưng mà trông có vẻ yếu hơn ấy. Không được, không được, không được, không được, không được. Trông yếu hơn. Không được, phải có tăng anh em ạ. Trông người kia mỏng quá. Hàng trên quá mỏng. Như này chúng ta còn có thêm hai con 2 sao. Đấy. Con gấu nó gọi ra một con đệ nữa này. Xong có thêm cái bộ Spirit để tăng cơ. Như này ổn hơn. Để như thế kia mỏng quá, không chơi được. Mặc dù là cũng có 9m nhưng mà thôi. Tôi cần giữ chuỗi cơ. Chuyển sang 9m có khi mất chuỗi đấy anh em ạ. Gặp ngay anh Clay này. Chỗ này có Clay ăn nổi không? Nói chung là đánh cẩn thận là bỏ 9m rồi. Yên tâm. Tăng cơ ở phía trên đấy anh em thấy không? Cái con gấu câu kéo rất nhiều thời gian ở hàng đằng sau gây đam. Ăn được luôn này, không mất chuỗi anh em ạ. Cái thằng Lâm Oanh nó xả hết tiền nó cắt chuỗi của tôi. Ôi giời ơi. Không dễ thế đâu bạn ơi. Kinh nghiệm đấy, kinh nghiệm cả đấy. Không đơn giản là cắt được chuỗi của tôi đâu. Nói chung là tôi chơi cái bộ này tôi thông thạo rồi, tôi biết là như nào là mạnh hơn. Không phải là chỉ là 9m nó là mạnh nha anh em nhá. Nếu cứ chăm chăm vào 9m là vớ vẩn là mất chuỗi đấy. Ra 9m mà cái hàng trên ấy nó mỏng quá, nó sộc vào cái hàng đằng sau sớm là thua. Anh em ạ, cứ bình tĩnh. Đánh là nói chung ấy là anh em phải tính toán để làm nào để các cái đội hình ở trên bàn cờ nó mạnh nhất có thể. Chứ anh em đừng có nghĩ là cứ form được đủ cái Celesi là nó mạnh đâu. Không phải đâu anh em. Nó là phụ thuộc, cái giai đoạn đầu nó phụ thuộc vào 2 sao nhiều. Để 2 sao nhiều thì nó vẫn mạnh hơn. Rồi xong, tôi tích 50 tiền rồi tôi roll thôi anh em. Khi nào mà cái hàng phía trên ấy nó cứng cứng một chút. Ví dụ như có con gấu 2 này. Hoặc ra cây 2 tôi mới chơi cơ. Hoặc ra Grim Doom ở phía trên thì chúng ta chơi nó mới yên tâm được. Chứ còn tầm này chưa thể làm mà chuyển ở đâu. 9m cái tầm này khá đùa ấy. Có Grim vào nó combo ấy. Sau đó thì quẹt mực này, xong rồng mập này, xong rồi là con Flame nó tung trưởng. Thì lúc đấy chúng ta có rất nhiều những cái khả năng khống chế ấy. Đấy, trì hoãn cái việc là bị sộc đam vào đằng sau. Anh em chơi mết mà anh em vỡ full line là anh em thua. Cứ phải tăng cơ với trên mạnh đó anh em ạ. Một cái đội hình mạnh ấy không phải là một cái đội hình mà công toàn diện nha anh em nhá. Nó sẽ là một cái đội hình mà chúng ta có công thủ, nó là cân bằng thì nó là mạnh nhất.
Chuyện này chắc là sợ mỗi thằng Lai thôi đúng không? Rồi, để tôi pick thêm cái con Squire vào để counter bọn Lai đã. Ok. Chúng ta sẽ phải có thêm Squire anh em nhá, để counter vào Clive late game. 9m mà gặp Clive anh em biết rồi đấy. Tất nhiên là cái việc sợ tôi cũng không sợ lắm đâu, bởi vì anh em cũng biết là tôi chơi cái bộ này rất thông thạo. Cái bộ Clive không phải cái bộ thông thạo của tôi đấy, nhưng mà tôi chơi mết thông thạo nên là tôi biết cách để counter Clive. Chắc chỉ Clive là counter thôi, còn Warrior thì không phải lo đâu. Warrior rất sợ 9m. Thế rồi, đây nhá anh em nhá, đây chính là cái thời điểm mà chúng ta chuyển sang. Nhưng mà chưa có Doom. Đấy, vấn đề là chưa có Doom. Bây giờ phải kiếm một Doom nữa. Chưa có Doom anh em ạ. Sau round này thì khả năng là tôi vẫn chưa xả tiền. Xả đây là chỉ là xả lên 9 thôi, chứ còn không xả luôn. Tôi nhận thấy là ở trong cái trận đấu này ấy, nếu mà đen lắm ở round 21 tôi mới gặp cái thằng Clive thôi. Còn gặp Warrior thì đội hình như này vẫn ăn được. Kể cả là 9 Warrior thì đội hình này vẫn ăn được nha anh em nhá. Đấy, chỉ sợ gặp Lai thôi. Gặp Lai thì mất chuỗi là chắc chắn. Đấy, nhưng mà nếu mà cái tỷ lệ gặp Lai bây giờ chúng ta có là bao nhiêu người? Có 5 người đúng không? Có 6 người, giờ tôi sẽ gặp 5 người. Vậy là tỷ lệ gặp Lai nó sẽ là 20%. 20% sẽ gặp Lai. Coi như là bằng tỷ lệ đánh lô đi nhờ. Hên xui anh em, tôi chưa muốn xả tiền luôn ở đâu sau. Cứ up lên đã, up lên 9 đã. Rồi được rồi, khép cái dây chuyền kháng cái này. Tôi nghĩ là trong cái round này đen lắm thì tôi mất chuỗi thôi anh em ạ. Những cái thằng còn lại như thằng Feather hay thằng Goblin, đội hình này đều có thể ăn được. Cái hàng phía trên của tôi khá là cứng. Con Thunder của tôi thì nó cũng không phải là ít đồ đâu. Nó có quá nhiều đồ, thừa đồ có thể ăn được. Những cái bộ mà không có kháng phép. Bây giờ chỉ thằng nào nó kẹp cá vào mới ra là mới ăn được tôi thôi anh em ạ. Đấy, tự tin đánh giá đội hình của năng lực của đội bạn ấy, nên là về việc mà đánh giá chuẩn thì không sợ mất chuỗi anh em nhá. Thì trừ khi là bây giờ đánh giá kiểu đánh giá bị sai thôi. Đấy, như gặp Goblin thì sợ gì đâu, đúng không? Cái cơ hội mà để mà bị gặp cái thằng Clive nó là 20% bằng đánh lô anh em ạ, yên tâm. Phố tư già này, già này có chơi không? Chắc là tôi không chơi già đâu. Rồi thôi, xả tiền luôn anh em nhá. Kiếm mấy con Doom, mấy con Grim. Ok, vẫn chưa ra. Bây giờ không cần Doom, bây giờ cần một cái con Demon thôi. Cần con Demon thôi. Cho ra Demon ấy. Đây rồi, ui giời, hợp lý luôn. Thế là xong rồi anh em ơi. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời anh em ạ. Xong rồi đấy. Rồi. Thế là chúng ta đã form được cái bộ 9m ở round 22. Bây giờ thì vô tư, gặp Clive vô tư anh em nhá. Gặp Clive vô tư đi. Form rồi. Đấy, còn 9 Warrior thì cũng vô tư luôn. Xoay quạt phát là bay màu hết mà. Đi Doom rồi, không xoay được. Quá ok. Phải không? Úi giời, Thunder này. Thôi bây giờ chúng ta chơi ở 9 nha anh em nhá. Cái bộ này ấy là chúng ta sẽ chơi ở level 9 thôi. Chúng ta sẽ roll tất cả lên 3 sao mà chúng ta không cần lên 10. Lên 10 trừ khi là anh em ra được Kalong 2 sao. Anh em ra được Lancer, Secret Lancer 2 sao thì anh em mới lên 10 thôi. Anh em ạ. Rồi, Crone kiếm một Grim đã anh em. Chúng ta không có Grim chúng ta khó ăn lắm. Hết tiền luôn này. Rồi, đô 2 này. Ok nha anh em nhá. Tạm thời bán cái này đi đã. Rồi. Tôi thực ra tôi vẫn muốn roll đấy. Bởi vì làm sao? Bởi vì là chưa có Grim nên là combo là hơi yếu. Là một, thứ hai là gì? Là chúng ta cần một con nữa, đấy chính là cái con cây ấy, nó lên được 3 sao. Để cái hàng phía trên nó cứng một chút. Hàng phía trên bây giờ nó hơi mỏng anh em ạ. Ok, vậy là round sau à? Round sau hoặc là round sau nữa chúng ta sẽ gặp cái thằng Clive.
chúng ta sẽ có 50%. 50% gặp Clyde ở round 24 nha anh em nhá. Đấy, đó là hên xui đấy. Dự đoán là có thể là sẽ gặp hoặc không gặp, nó sẽ là 50%. Nhưng mà tôi chơi cẩn thận, tôi vẫn roll thôi. Đấy rồi. Vẫn roll nha anh em nhá. Đưa cây lên 3 đã. Đây rồi, úi rồi, được rồi. Cây lên 3 sao nữa này. Ok. Bây giờ chúng ta bỏ mết ra. Đấy, anh em thấy chưa? Cái thằng kia nó cũng có chuỗi kìa. Nếu mà round này không gặp thì chắc chắn là round 26 sẽ gặp cái thằng Clyde. Đấy. Tính toán làm nào để cắt chuỗi thằng Clyde luôn. Vừa thắng rồi cắt chuỗi luôn anh em ạ. Thằng này nó rất khô máu ấy. Nó luôn coi như là hết tiền luôn kìa. Để cắt chuỗi bằng được tôi thôi đấy. Mà tôi cũng rôn. Ờ, tôi cũng hết tiền mà. Tôi cũng đâu có giữ tiền đâu. Tôi đánh cẩn thận lắm anh em ơi. Có cái dấu hiệu thua cái tôi xả hết tiền luôn. Yên tâm. Gặp luôn này. Ui giời, gặp sớm đấy. Tôi hy vọng là gặp ở cái round 26 cơ. Ăn nổi không? Chết rồi, cái hang đằng chim của tôi toang rồi kìa. May quá, xòe thêm một lần quạt nữa anh em ạ. Ui ui, ăn được luôn. Cắt chuỗi luôn. Vẫn còn giữ nguyên cái chuỗi anh em ạ. Ca lông này. Ui ôi, như này thì sao các bạn đỡ được. Quá đáng sợ vị trí của tuần cơm. Chơi 9m còn không bị mất chuỗi của Clyde luôn anh em ạ. Dã man chưa. Mà bây giờ tôi vẫn chưa ra được Grim nhá. Tức là chưa tối thượng đâu. Con Grim tôi sẽ thay cho con Grand Herald. Grand Herald late game thuế. Vụ này không cần Grand Herald lắm. Nó cần cái hàng, ví dụ như là con Laga ấy, ít ra nó ở phía trên ấy, nó có khả năng khống chế anh em ạ. Đội hình này của tôi đánh tay ít bắn trưởng nhiều, cái con đấy nó khá là tiện lợi. Khi mà nó hát ấy thì tất cả những cái con xung quanh nó trong vòng 2 ô sẽ ngủ. Trong lúc đấy chúng ta có thể bắn trưởng. Khá là ok. Cooldown nó xong chúng ta lại có thể bắn tung trưởng thêm một lần nữa. Khống chế rất nhiều. Giáp băng, đương nhiên là giáp băng rồi. Đó. Không có huyết trượng cũng không sao hết. Có giáp băng. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Giáp băng là trấn phái bộ này đấy anh em. Trấn phái luôn đấy. Rồi, vậy là chúng ta còn hai nhà Warrior anh em ạ. Và một nhà Clyde thôi. Hai nhà Warrior thì quá đơn giản rồi. Còn cái nhà Clyde thì tôi nghĩ là tôi cũng sẽ vẫn ăn được thôi anh em ạ. Cứ để đấy. Cá lông này tí nữa nó sẽ giúp tôi tiêu diệt những con co. Công việc bây giờ chúng ta là đứng ở đây và roll 3 sao. Chứ còn không lên 10 nha anh em nhá. Không lên 10. Còn tiền ở đâu ra thì tiền ở cái việc là chúng ta sẽ giữ được cái chuỗi này. Cố gắng làm nào để giữ được cái chuỗi này anh em ạ. Giữ chuỗi lâu nhất có thể. Tôi đã cố gắng là giữ được 18 cộng rồi đấy. Vẫn 100% máu đến tận round 26. Đánh cực kỳ cẩn thận luôn. Hai lần gặp Clyde vẫn chưa lần nào mất chuỗi. Bình thường là nếu mà như cái các anh em mà chơi là cái pha mà những cái round gặp Clyde là mất chuỗi rồi. Đấy, tôi khẳng định với anh em luôn. Rất khó chơi, nhưng mà tôi thì khác. Tôi thì tôi không thạo bộ này anh em ạ. Kinh nghiệm ở đây nó là 45 năm rồi, chơi rồi. Bộ này là cái bộ mà tôi chơi từ những cái ngày đầu tiên mà. Tôi là chơi auto chess là tôi bắt đầu chơi là tôi chỉ có chơi bắn trưởng thôi anh em. Dần dần về sau tôi mới bắt đầu là học thêm những cái layout khác. Như là cái bộ thứ hai là tôi chơi là bộ Hunter này. Đấy, sau khi thông thạo bộ Hunter thì tôi bắt đầu nghĩ ra tôi sẽ làm clip để làm YouTube để kiếm thêm thu nhập. Đấy, đây là tôi bắt đầu học nhiều các layout khác nhau. Đến bây giờ thì gần như là tôi đã thông thạo rất nhiều layout. Trừ layout Clyde tôi không chơi, không thông thạo được. Bởi vì cái layout đấy nó hơi khó anh em ạ. Nói chung là layout đấy thì cần phải có những cái người ta chuyên sâu hơn. Chứ còn tôi chơi, tôi nói thật với anh em là tôi chỉ biết bắn trưởng thôi. Đấy, nhiều người ta sẽ chơi theo cái thể loại giống kiểu tôi ấy. Tức là khi mà người ta bắn trưởng nhiều, người ta sẽ chơi đánh tay, người ta chơi kèm lắm. Đấy, tôi cũng thế. Tôi chơi bắn trưởng nhiều, chơi bắn đánh tay thì thực ra là nhiều khi là nó cũng hơi ngáo thì anh em ạ. Nhất là những cái pha lấy đồ ấy. Đấy, nhưng mà bắn trưởng thì khác, bắn trưởng thì không trượt phát nào đâu anh em. Anh em nếu mà anh em học, mà anh em học bắn trưởng ở kênh tôi thì tuyệt vời luôn. Tôi khẳng định với anh em luôn là nếu mà anh em tìm một cái chỗ để anh em có thể học hỏi được những cái layout bắn trưởng ấy thì anh em tìm kênh Game Today, nó là sự lựa chọn coi như là tuyệt đối nha anh em nhá. Rồi bây giờ chúng ta ra Grim rồi. Đấy, vẫn roll tiếp ở level này. Tôi sẽ roll hết bọn này lên 3 sao.
tất cả những con trừ những cái con wizard. Bộ này nó cũng chơi nó giống như kiểu Gladiator, tức là chúng ta sẽ chơi Hyperdrone. Nhưng mà cái bộ này khác Gladiator là chúng ta Hyperdrone ở level 9, còn Gladiator thì Hyperdrone ở level 7. Hai cái lineup nó khác, khác cái thời điểm roll thôi, khác cái điểm rơi của đội hình. Đấy, bộ này lên 9 roll vẫn ok nha anh em nhá. Anh em thấy là bây giờ hiện tại tôi form được full 2 sao rồi. Vẫn còn có một cái con Grim là 1 sao. Đấy, nhưng mà tôi vẫn rất là ok luôn khi mà gặp những cái lineup ở trong cái trận đấu này, kể cả cái thằng này thì tôi vẫn ăn luôn luôn. Đấy. Mà cái thằng này nó lại ăn được thằng 9 hoa anh em ạ. Ây à. Căng thật. Chơi Clive mà ăn được 9 hoa thì là cũng căng đấy nhá. Căng thẳng thật sự đấy. Nhưng mà nó có ăn tôi không ấy thì nó còn tùy thuộc vào xem là nó có đục được cái hàng phía trên của tôi không nhá anh em nhá. Còn nói thật là đục được cái hàng phía trên thì cũng hơi mất thời gian đấy. Sau khi update ấy, nó có thêm cái con Laga này. Là nó có cái hàng đằng trên ấy, cái hàng phía trên nó rất cứng. Với cái khả năng là khống chế. Đấy. Có thêm cái lượng khống chế rất nhiều. Khi mà con đấy nó hát là nó khống chế các cái con xung quanh. Các con xung quanh sau khi bị hát. Đấy anh em thấy không? Đấy bị hát thấy chưa? Bị hát là cứ ngủ liên tục thôi, ngủ liên tục thôi. Đấy. Thấy chưa? Thế nên bây giờ con này solo nổi với cái đống này không? Tất nhiên là không. Doom vẫn còn sống thì không thể nào mà có thể thoát được. Giữ được chuỗi luôn anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Đùa. Chơi còn chấp Clay luôn. Đấy rồi, Skylancer này. Chấp Clay luôn. Trong đội hình của Clay không thèm mọi người quan tâm. Vẫn tiếp tục chơi ở level 9 nha anh em nhá. Ra Kalong 2 tôi mới lên 10. Còn không vẫn đánh ở 9 luôn. Ngày trước ấy là anh em sẽ bỏ một cái con Doom ra để anh em cho hai con Thunder vào. Nhưng bây giờ thì không nha anh em nhá. Bây giờ anh em phải có con Doom. Con Doom rất quan trọng ở trong đội hình. Chính cái con Doom nó là cái con mà chúng ta gây được cái sát thương chuẩn đấy anh em ạ. Để những cái đội hình mà nó có kháng phép ấy thì ít ra có cái combo Doom với cả Grim để tạo cái sát thương chuẩn mạnh. Hay ở cái chỗ có con Doom ấy anh em. Nó khóa những cái bọn nó chơi gót nữa. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Warrior thì kẹp cá ở không có cửa luôn anh em ạ. Warrior này đã phải kẹp cá vào để chơi với tôi rồi đấy. Tức là không dám để 9 Warrior luôn. Ôi nhưng mà kẹp cá ăn thua ở đâu. Đẩy cho 21 máu luôn kìa. 9m đi kẹp cá rồi, đi kẹp làm sao được. Kẹp thì phải kẹp 4 cá. Kẹp có 2 cá thì chịu rồi. Rồi nói chung là ấy, bây giờ chỉ là bây giờ tôi và cái thằng Clive liệu rằng có thể solo được với nhau không. 9 Warrior mà không ăn được Clive thế này là khả năng là solo được đấy. Anh em ạ. Late game mà sẽ solo với Clive đây. Đúng thật luôn. Thằng Clive nó ăn được cả thằng 9 Warrior. Vãi cứt. Bình thường ở cái giai đoạn trước 30 này là làm gì có cái cửa nào mà ăn được 9 Warrior đâu anh em. Chứng tỏ cái con ngựa của nó là cực kỳ nhiều đồ luôn. Và rất nhiều đồ hút máu. Nhiều đồ khả năng hút máu mới có thể là ăn được. Khả năng hồi máu, khả năng hút máu thì mới có khả năng ăn được 9 Warrior. Round sau không có gì thay đổi, có thể là tôi sẽ tìm cái con Thunder 3 sao anh em ạ. Nhưng mà cũng phải có tí dấu hiệu nha anh em nhá. Tức là chúng ta sẽ phải có thêm một con Thunder nữa. Còn nếu mà không có dấu hiệu thì tôi sẽ không luôn hết tiền đâu. Từ từ anh em. Mình tính đánh là để top 1 nhá anh em nhá, chứ không phải đánh là để giữ cái chuỗi 22 đâu. Đấy, mặc dù là nếu mà được cái chuỗi 22 này thì càng tốt. Đấy, càng sâu cái kỹ năng chơi mết của tôi. Nhưng mà nếu mà không được thì cũng không sao. Như thế là nó gọi là đánh hay rồi anh em ạ. Như thế này là đánh hay rồi. Ok. Ui đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Đây nó chính là cái dấu hiệu đấy. Có dấu hiệu anh em ơi. Ủa nha. Ui từ từ xem nào. Lóc lại. Từ từ nha, hơi nhiều. Tôi sợ 35 giây này xử lý không kịp. Hơi nhiều thứ anh em ạ. Xử lý không kịp mất. Chính vì thế là tôi sẽ để đến round sau chúng ta xả tiền. Hôm nay thì mất thôi, mất chuỗi thì mất thôi. Đấy, round này thì gặp Warrior tiếp hoặc là gặp Lâm Oanh. Lâm Oanh lại chưa gặp rồi. Khả năng là sẽ gặp Lâm Oanh hoặc là gặp Warrior còn lại thôi.
Thì round này sẽ có một thằng ra đi. Round này sẽ có một thằng ra đi mà khả năng là có thể là ít nhất là một thằng hoặc là hai thằng. Nếu mà hai thằng ra đi thì round sau sẽ là khả năng là gặp Long Anh ấy, solo ấy. Được gặp luôn luôn này, hay. Thế thì round này sẽ có một thằng ra đi đâu. Sẽ có một thằng trong hai thằng warrior kia nó sẽ phải ra đi. Anh em nhìn này, tôi đấm là như con luôn. Doom vẫn sống nha, Doom vẫn sống thì là chết. Không nói nhiều. Ui giời ơi, không có cái cửa gì ăn được luôn mà thậm chí còn bị đẩy nhiều máu rồi anh em ạ. À. Cái con ngựa của nó như là tập dưỡng sinh luôn. Nhấc được cái tay lên đầu. Ồ, thôi rồi, xả hết tiền nha anh em nhá. Xả hết tiền luôn. Rồi, một con nữa. Hết tiền luôn, ra đi, ra sớm đi bạn ơi. Ra sớm đi, ui nhiều quá rồi. Ồ, nhiều quá rồi bạn ơi. Ra đi. Đấy rồi anh em ơi. Ui vãi tuyết vẫn chưa hết được cái hàng này này. Rôn tiếp anh em ạ. Thôi rôn tiếp rồi. Còn 17 tiền đúng không? Rôn nữa. Một con nữa, 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 một con nữa. Ui đây rồi. Phải hy sinh à. Thôi rồi bán con Skelenser đi ạ. Không sao anh em ơi. Có con Calong 2 sao lên 10 cho vào rồi. Ok. Được rồi đấy. Pha xả tiền như thế là coi như là thành công. Tuy nhiên là hết tiền. Xả hết tiền mới lên được anh em ạ. Xả hết tiền mà mới chỉ mới lên được một con 2 sao, 3 sao, hai con 3 sao. Mà không sao, thế là ok rồi. Vừa lấy tôi còn 2 sao mà cái thằng Clay nó còn không ăn được. Thì bây giờ 3 sao thì thằng Clay đỡ làm sao rồi. Nó là chủ quan người chắc chắn là ra đi rồi. Gặp tôi thì xác định luôn. Ok nha anh em nha. Chúng ta có thêm một cái giáp băng này. Ghép 2 giáp băng không? Hay là cái giáp thép cho nó cứng. Thôi tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái giáp băng thôi. Tăng khả năng giảm hồi máu của bọn của ai. Giáp thép cũng chả cần đâu. Bộ này cần quá hay giáp thép. Có cần về giảm giáp của đối phương làm gì đâu. Có đấm tay thôi mà. Không cần anh em ạ. Bộ này cần giảm cái sức hồi máu của nó. Ok. Phút máu từ giáp rồi được đấy. Giáp xoay luôn này. Quá tuyệt vời. Cho con cây ở cứng hẳn ở phía trên luôn. Có đồ Kira nhá. Có đồ Kira cho ngựa. Ok. 8 máu chắc là rao này đi rồi bạn ạ. Làm gì có cái cửa ở đâu. Rồi rôn nốt đi. 8 máu không có cửa đâu. Xác định. Rao này gặp tôi, bộ này của tôi nó là tối thượng 9m rồi anh em. Đấy, không bao giờ sợ Clay luôn. Thay đổi vị trí làm gì ấy nhỉ? Chả hiểu sao thay đổi vị trí ấy. Bắt Doom á. Doom nó có phải là cái con mà đóng vai trò là chiến thắng đâu nhỉ? Không phải. Nó có rất nhiều con đóng vai trò là chiến thắng. Thôi xong rồi, ngựa lại đứng im mình chết rồi này anh em này. Ui giời ơi. Không có làm cái cửa là giết được con cây luôn. Lẽ ra đứng trước mặt con cây. Đấm chết con cây sớm thì may ra có cái cửa thọc vào hàng sau. Cây mà vẫn sống thì thôi xác định. Còn con Doom nó chỉ vũ họa thôi. Đấy, anh em thấy được không? Chơi 9m cũng rất là ok đấy nha anh em nhá. Anh em có thể vào trong anh em thử đi. Biết đâu là anh em lại có một layup mới anh em có thể búa được. Anh em nhá. Và nếu anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hay đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Mời anh em đến với siêu phẩm tối chủ nhật tuần này. Sau một tiếng lỗ lớn thì bình đẳng chúng sinh anh em nhé, quá tuyệt vời luôn. Anh em tin tôi, hay lắm anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Vua xoay bài anh em nhé, một trong những cái siêu phẩm hay nhất của tháng 8. Tôi chuyển bài counter một lúc 3 nhà, cực kỳ hay và hấp dẫn. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.